Hello anh em, hôm nay mình trở lại với anh em đây. Anh này là tên anh Phương nha mọi người. Rồi anh Phương chào khán giả của em tí. Chào mọi người, tất cả mọi người nha. Anh này tên là anh Duy Phương nha, là chủ cơ sở giỏng ship của Duy Phương. Sẵn dịp anh đi xuống anh chơi, anh ghé thăm mình đó, mình cũng có quen ảnh từ cũng khá lâu rồi. Thì mình có dắt anh qua cái quán ăn quán cũ, mọi người nhìn bên tay trái đó, sẽ thấy được. Dắt anh Phương vô làm một buổi đã, rồi cuối cái đoạn clip này nó hài hay không là nằm ở cuối cái đoạn clip này nha mọi người. nhớ xem nha, nhớ đón xem đến cuối nha, nó cực kỳ hài. Mình có cái ý tưởng rồi, cho nên sẵn dịp đó mình tắt cái cam đã, mình bàn với anh Phương kỹ đã, rồi anh em mình vô quán làm một chầu. Rồi mọi người chờ chút mình xuống xe đây. A few moments later. Lát tắm biển hả? Có đem theo quần áo không? Không. Ở đây không có tấm tiền hả nha. Coi chừng mày chụp hình đưa lên mạng á. Ở đây chờ. Ở đây mà anh có mặc quần tắm nó bắt á. Đúng rồi, đeo khẩu trang đâu ai biết mặt mình đâu. Mà nó có thấy cái kia cũng còn đó nữa. Nhầm gì đâu, đeo khẩu trang lắm mà. Để nó xuống nó bắt rồi sao? Thôi anh em mình lấy đồ thăm hết nha. Hướng tao không có chuộng tấm được lâu nữa. Thì anh em đâu có đem quần áo đâu, mày có đem quần áo không? Mày không đem mặc cái quần không về thấy đâu. Tự nhiên hướng người ta ở chuộng tấm. Ta đi về đường xa, mày ăn đi về đường xa. Anh em đàn ông với nhau mình làm gì mình sợ bây giờ nè. Mày đi bộ đội mày cũng tắm tập thể vậy. Bây giờ nè, xuống biển tắm mà mình đã chuộng mấy con cá nó có rỉa đâu. Không. Không rỉa thì mình đã chuộng tắm chứ sợ gì. Anh em đàn ông không có đúng không? Bây giờ không có bộ phận không? Không anh. Anh sẽ dắt ra một cái bãi biển không có người nào hết. Anh em mình cởi đồ ra nhảy xuống tắm. Giống người gì vậy? Như đây là có bao nhiêu người không có rồi. Thân nó kêu này là thân ở chùa tắm đúng không? Còn dám không? Vậy. Ok. Tự nhiên là không có người, mọn hao nằm quá trời người luôn, không có người. Thì đàn ông không có gì đâu sợ. Đàn ông không, tự nhiên ai tắm ở chùa. Anh Phương lát em dắt ra cái bãi biển này không có ai thấy mình hết á. Là mấy anh em mình cởi đồ xuống luôn. Đàn ông không khỏi luôn. Anh em mình đàn ông không tự nhiên cái vô tắm biển đi che mặt chi? Ta che dưới, che điện, che cái mặt. Không, anh em mình đàn ông không à, đâu sợ. Không có con gái là mình không có sợ. Có đàn bà sợ. Đúng rồi, có đàn bà. Đúng rồi. Mà cái bãi biển vắng lắm, mình biết vắng cái bãi. Mà ai tự nhiên chưa tắm ở chẳng cái chỗ nó tù láo quá. Thôi ấy, chưa tắm tiền đi, mình đi ra. Gặp như như toilet tắm mình ông như. Đàn ông không à. Không, để em vô. Mấy anh ngồi, cứ ngồi đi. Ấy bữa nay anh mười anh rủ ra ngoài. Ấy chúng ví dụ đi tắm kiếm mấy quần cục á, chỗ nào mới mua. Có sao đâu, đàn ông không mà mày làm gì mày dặn dẻo hoài vậy bé. Thì bây giờ em mặc quần em tắm. Rồi chết rồi. Mẹ bị dính bẫy rồi. Cho con. Anh bậy cả. Cho con. Chạy nhanh chú bậy. Few moments later. Tắm rửa tự nhiên không mặc quần tắm, ai dám tắm? Người ta bắt á, thiệt, ta bắt á. Đá bòn ở trường tắm nè. Tụi tao mày. Chơi luôn. Chú Yên có gì đâu. Không có đâu thì mà tắm rửa tự dụng, có đâu. Thì nhỏ cũng đang dùng vậy thôi. Giờ lớn hả, tao lớn mày hả? Mấy chú đưa ở trường mẹ. Chứ chút chạy ra ngoài kia mua mấy quần ấy anh. Không ý chút chạy ra ngoài kia mua mấy quần cục á. Không ơi, tụi nó kỳ lắm anh ơi. Chút ra ngoài kia mua mấy quần cả. Chút mặc quần nha mày. Cả người con bé mặc quần luôn. Tao mặc quần không bao giờ thấy. Giờ kiếm tao xa, tụi nó ra quần. Giờ cứ lột ra là giết rồi á. Rồi đấy, từ từ. Giờ này có bán mấy quần cục á anh.
anh hết. Anh với anh là chuyên gia tắm ở chuồng. Thì cái đó là anh ở nhà thì anh tắm ở chuồng. Thì anh ở nhà anh tắm ở chuồng, ai mà không vậy? Không xuống biển. Nhưng mà anh chưa có... Thôi, anh em phải rõ nét nè.
bình tĩnh đi, cái nào ra cái đó. Em mời là em mời, anh mời là anh mời. Chúng ta có vụ mà em mời mà để lại đi là lạ hả? Ý là nãy nha, lạ đụng điểm nghe anh đây không? Anh biết anh mời anh đã. Anh đụng điểm anh nói là anh lo nãy có vụ quán rồi, anh chờ cái ăn nhậu thoải mái. Thì đó là anh đụng điểm em mà. Vụ quán nó dẫn nè. Đầu tiên ông ấy kêu chuẩn bán cho nghe biết một mà. Không, không, không. Đi vô nó chuẩn bán cho biết một mà. Bây giờ nè, anh em bình tĩnh đi anh nói nghe nè. Em tụi em mời ra cãi à. Có khi nào em để anh ra đường không? Đó. Em mời em ra. Hồi khi em là mời anh ra rõ ràng đây bây giờ. Đi, nãy anh phụng bên điện á, chứ em đâu biết đâu, bây giờ đưa em về, em đâu có tiền đâu, chết em luôn á. Chuyện là của em, của anh Hùng, chuyện gia đình em, đổ bỏ chỉ biết, chứ đâu nói anh được. Chị nãy anh phụng có nhắn gì anh không? Không. Chắc anh trả tiền giùm không? Không, lại nói chủ quán là chủ quán đây, bé to. Ủa, là cái phụng điện anh à. Chứ Hùng có về cái gì đâu. Chơi, 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 nói là anh Hùng nãy có nói là vô là giàu thì để một cái lâu đúng không anh? Đó thôi anh, tự giải quyết đi. Từ anh làm gì chết em không đó là tự anh kêu đi, tự anh kêu không tôi biết anh không tức tiền mày mày kêu để thì chết em đâu có tiền tính. Rồi cái chầu này để cho anh Hùng với anh này tính này. Không, cái đó là nãy anh Hùng có nói là rõ ràng đúng không? Đó anh Hùng, anh với anh Hùng anh lo cái tim, anh lo. Đó, nãy em nói là nói anh với anh Hùng chuyện là. Đó, không có. Tôi đâu có dính dáng gì đâu. Chỗ anh Hùng anh mời. Trời, có em với anh chơi về chết em muốn chạy đâu. Làm gì, giờ anh đi về là chết em, đâu có tiền em trả. Thôi, anh nói gì anh vô. Thôi, giờ nè. Anh lo này, anh lo xong rồi anh về rồi em mà giải quyết với anh bé. Ủa, anh làm gì bây giờ, còn em giờ nó bây giờ cái chết em muốn anh, trời ơi, em đâu có tiền đâu. Anh trả tiền đó thì anh không biết gì đó. Trả lại anh đồng tiền, sao mà. Thì đó, anh Hùng cũng nói với anh đó, thì có chuyện đó thì anh không biết gì đâu. Ảnh mà tính nữa thì nói chung là có gì cái này anh tính hay sao anh không? Còn như tiền lương hộ là có gì trời lương miệng cái chết đó chứ hay sao đó không chứ nhân viên bắt mà bắt mà lại không biết trời ơi em một tiền muốn sao em không biết gì đâu vậy giờ trời lương em chết em luôn giờ trời lương em chết em luôn. Cái này là anh cũng có nghe Hùng nói là cái chồng này là coi như là em á với lại anh Hùng á là đãi cho khách đãi cho bên fan chứ không để bây giờ lấy tiền mình đi không được. Trời chết em chứ gì về võng xếp Di Phương nha mọi người. Anh em thì nếu mà có mua võng xếp hay giường các thứ gì đó, anh em cứ lên Google search võng xếp Di Phương thì ra là anh này nè, cái mặt anh nhớ có ai nợ nần gì tới đòi anh luôn kìa. Tao không nói nhiều nữa, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại video sau. Để giờ mình chạy lên nhà bé để lên nói nó nói thiệt cho nó biết chứ để nó khóc quá. Nó đi làm mà nó bị trừ lương rồi là chết nhỏ luôn á. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại video sau. Nếu mà thấy vui mọi người nhớ bấm like và đăng ký để anh em mình có động lực làm nhiều video vui hơn.